Xin chào tất cả các mẹ, tôi là Thảo. Hôm nay tôi xin được gặp lại các mẹ trong chương trình Hãy để Kit Brava giúp bạn. Như các mẹ đã biết, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các mẫu đồ chơi dành cho trẻ em. Ngoài những mẫu đồ chơi bằng gỗ, inox thì những mẫu đồ chơi bằng nhựa cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông bố bà mẹ. Hôm nay Kit Brava xin gửi đến các mẹ mẫu sản phẩm đồ chơi âm nhạc hình chú thỏ 3306. Tôi xin đi vào chi tiết của sản phẩm. Như các mẹ nhìn thấy trên tay tôi là một sản phẩm chiếc đàn hình chú thỏ vô cùng đáng yêu. Sản phẩm được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cực kỳ an toàn với bé. Bề mặt sản phẩm được xử lý trơn nhẵn, không góc cạnh, không gây ảnh hưởng đến làn da của bé. Sản phẩm được thiết kế với 8 phím đàn nhiều màu sắc khác nhau trong bản nhạc đồ rê mí, giúp kích thích thị giác cũng như thính giác của bé phát triển. Trên thân của sản phẩm được thiết kế với 6 hình thú vô cùng ngộ nghĩnh, khi bé ấn vào sẽ phát ra tiếng nhạc cực kỳ vui tai, giúp bé tăng khả năng nhận biết từng loại con vật qua tiếng kêu. Sản phẩm được chạy bằng pin 3A giúp bé có thể chơi trong một thời gian dài mà không sợ bị ngắt quãng, mang lại cảm giác thích thú cho bé khi chơi. Sản phẩm thích hợp dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Hiện tại sản phẩm được bày bán tại hệ thống siêu thị mẹ và bé Kit Brava. Các mẹ có thể truy cập vào website kitbrava.vn hoặc gọi đến hotline 1900 6090 để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng một cách tốt nhất. Kit Brava xin cảm ơn.